Ngoại, hôm nay con phải họp đầu giờ nên con đi sớm. Con đi nha ngoại. Nè, sớm gì thì cũng phải dùng điểm tâm rồi hay đi con. Dạ, chắc không kịp đâu ngoại. Mẹ con đã dọn sẵn ở dưới rồi. Nhưng mà trễ rồi, con đi nha ngoại. Hằng, con nhỏ này thiệt. Con Hằng nó đi rồi hả má? Có chuyện gì không con? Dạ không có gì. Má à. Có gì thì nói đi, sao lại ngập ngừng? Má có lấy tiền trong tủ không má? Má đâu có xài gì thì lấy tiền trong tủ làm chi? Vậy thì tại sao số tiền trong tủ thất thoát quá nhiều? Đâu, con hãy nhớ kỹ coi, có chi về khoản nào đó mà con lại quên. Như vậy là con Hằng nó ăn cắp tiền trong tủ rồi. Phải đánh cho nó một trận cho nó chừa mới được. Thôi, tội nghiệp nó con. Thông cảm cho nó đi con. Nó sanh tật xấu vì lòng ham muốn nhất thời thôi. Nghe lời má, hãy im lặng theo dõi nó. Má à, không thể im lặng được đâu. Khi nó lấy cắp một số tiền lớn như vậy, thiệt con không ngờ mà. Tuổi mới lớn rồi rất nhạy cảm với sự đối xử của cha mẹ. Nó đã không còn cha thì con là mẹ, con phải chịu khó đi. Con chịu khó dùng lời nhẹ nhàng êm dịu để hướng dẫn nó, rồi từ từ tìm cách khuyên lớn dạy dỗ. Chứ đừng nóng nảy đánh đập la rầy, lỡ nó làm liều lại càng khổ hơn. Dù sao thì nó mới trưởng thành. Má ơi, con lo lắng không yên trong dạ, vì tuy còn trong lứa tuổi dại ngờ mà nó đó có đủ thói hư tật xấu rồi. Sớm đánh mất sự chân thật hồn nhiên. Chắc nó thấy rằng nó xinh đẹp hơn hẳn bạn bè ở trong trường. Đẹp mà hung dữ kiêu căng, háo thắng có ích gì? Chắc chắn là không tốt cho tương lai. Có đứa con gái đẹp đẽ con không thích, không hãnh diện sao mà cứ chỉ trích nó hoài vậy? Con nói má đừng có giận. Thương cháu kiểu như má sẽ làm hại đời nó thôi má. Nó là cháu tôi, tôi thương kiểu nào thì kệ tôi. Còn mấy người có quan niệm thương con phải cho roi cho vọt thì mấy người cứ cho vọt cho roi đi. Má, đúng là cháu hư tại bà mà. Chị Mai, bây giờ em với chị đi siêu thị hén. Thôi, sắp đến giờ xe chạy rồi. Còn cả tiếng đồng hồ lận, không có trễ đâu mà chị sợ. Để em đi lấy xe. Thôi, đi chơi ăn uống như vậy là quá đủ rồi. Chị thấy em xài phí quá à. Ngoại và mẹ không có la rầy em sao? Dễ gì chị, mẹ và ngoại thương em dữ lắm. Nhất là ngoại em đó nghe. Dù em có phạm lỗi nặng gì, có ngoại can thiệp vào là xong hết à. Hằng à, em đừng có nên lạm dụng tình thương như vậy, không có tốt đâu. Hằng, ai vậy? Chị Mai, bạn thân của em hồi còn học ở Biên Hòa đó. Chào chị. Rất vui được biết cô. Hằng, bây giờ chị phải đi. Chào cô. Chị Mai, cái chị này thiệt hả? Ê Hằng, sao hẹn với bạn trai mà lại không đến? Ủa, sao bồ biết? Vậy mới hay chứ. Nè, bồ ác chi mà ác dữ vậy, sao lại đành lòng xử tệ, nỡ để hai chàng leo cây, nhất là leo cùng một lúc đó nghe. Tôi thấy bất nhẫn vô cùng. Đùa thôi mà, hãy kể hết. Nhìn mặt mày hai cái anh đó thấy sao, chắc là tức cười. Lấy tư cách là một người bạn, mình khuyên đừng nên đùa cợt, nhất là đùa với tình yêu, bởi đùa như vậy là quá đáng. Mình không suy nghĩ như bồ, càng nhiều chàng khổ điêu đứng thì lòng mình thấy vui lắm, lại thêm hạnh diện vô cùng.
Trời trời, nói vậy mà nghe được sao Hằng? Được chứ sao không được. Bởi làm cho người khác khổ sở vì mình đâu phải ai cũng làm được đâu. Nè, bộ không sợ bị quả báo sao? Bây giờ bộ làm khổ người ta bao nhiêu thì sau này ha sẽ có người làm khổ bộ lại bấy nhiêu đó. Bởi dai thì phải trả, mà trả cả vốn lẫn lời nữa đó nghe. Thôi đi, đừng có nghĩ xa xôi quá làm gì. Chỉ biết hiện tại mình vui là được rồi. Hằng nè, mình khuyên Hằng á, hãy yêu một anh nào đó rồi tính chuyện lâu dài, như anh Khoa với con Yến đi. Tính chuyện lâu dài như Khoa và Yến hả? Trời ơi, chưa chắc được dài lâu đâu. Tại sao? Bồ hãy đợi mà xem, mình sẽ có cách làm cho anh Khoa yêu mình. Tự tin quá ha. Nè, khó lắm nghe, vì anh Khoa và Yến yêu nhau lâu rồi và đã tính tới chuyện hôn nhân sau khi tốt nghiệp nữa đó. Trời ơi, các bạn luôn nói rằng mình không thể nào chiếm được anh Khoa phải không? Thì hãy đợi đấy nha bồ. Thôi 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 thôi, đừng có kêu căng háo thắng quá mà gây nhiều tội lỗi nữa đó cô nương à. Cuộc đời này ai mạnh thì thắng, yếu thì phải thua, đơn giản vậy thôi. Hết ý kiến với bồ luôn rồi. Sao, bây giờ định đi đâu đây? Đến cửa hàng xe máy. Đổi xe nữa hả? Còn phải hỏi. Mình gửi xe đằng kia kìa, chờ mình một chút nha. Cuộc sống của Hằng thích thiệt đó, muốn gì làm nấy, không ai ngăn cấm rầy la. Sống vậy mới là đáng sống chứ. Anh Khoa. Ủa, cô Hằng, có chuyện gì không cô? Dường như anh cố tình tránh mặt em. Đâu có. Vậy sao lúc nãy trong giờ học thêm toán anh không thèm nhìn và nói chuyện với em? Tại tôi ngồi xa quá mà. Không phải, em nghĩ rằng không phải như vậy đâu. Chắc chắn là anh rất ghét em vì cứ hay đeo theo làm phiền. Không không. Chứ sao? Không phải như vậy, mà thật ra là tại bị thôi. Anh đừng có nói quần nói quanh, cứ nói thẳng ra chứ nên ngại ngần. Có phải anh sợ bạn bè dèm pha rồi nghĩ sâu gì? Hằng ơi, tôi anh Khoa, anh Khoa ơi, không hiểu từ bao giờ em biết thương biết nhớ. Trái tim em buốt đau rạng dở khi nhìn anh với người ta âu yếm. Hằng, 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 Hằng,
giỡn với anh vậy? Chuyện tình cảm mà đùa được sao? Thú thật với anh là lần đầu tiên trong đời em thấy nhớ thương anh nhiều lắm. Có thật gì không Hằng? Anh á, chuyện yêu thương mà làm sao em giả được? Nhưng mà anh ôi buồn đi bao nhiêu khi nghe những lời từ nhẹ nhàng. Không, tâm tư anh đang sao xuyến bàng hoàng. Anh không biết nói sao cho em hiểu, vì ngay phút đầu gặp gỡ anh đã thích em. Anh chỉ thích, còn em thì trái lại. Hình bóng của anh đêm ngày ngự trị mãi trong tim. Vào lớp em thường viết tên anh và em lên bảng. Tuổi bạn ngạo cười em nên vẫn làm ngơ. Vậy mà anh đâu có biết đâu. Anh Khoa, vì quá yêu anh, nhớ anh nên em mới giả bộ nhờ anh giải giùm em bài học để em được ở bên anh. Hằng ơi, anh không biết phải nói gì đây để đáp tạ tình cảm của em đã dành trọn cho anh. Không, anh không cần phải nói gì hết, bởi em yêu anh chỉ để mà yêu, chứ làm sao có thể cùng anh đi suốt quãng đường đời khi anh sắp cùng người ta xây lầu hạnh phúc. Hằng ơi, mỗi lần anh nhìn những món quà dễ thương nho nhỏ là mỗi lần anh thấy trong lòng sao xuyến bâng khuâng. Bởi anh đã dần dần bị em lôi cua, anh mắt nụ cười ám ảnh mãi không thôi. Hằng hãy cho anh chút ít thời gian để cảm xét cùng suy tình cảm của mình. Không cần phải suy xét, em cũng biết, em biết phần thua thiệt đã về em. Nhưng mà Hằng à, thôi em về. Hằng Yến à, gần đến kỳ thi tốt nghiệp rồi mà Yến cứ nghỉ học hoài không có được đâu. Yến buồn quá, học không có nổi. Bởi vậy hôm nay mình hẹn anh Khoa đến đây để nói cho minh bạch nè. Chuyện anh Khoa quen với Hằng phải không? Mình lo lắm, vì Hằng hơn hẳn mình mọi thứ. Hơn nữa dạo này anh Khoa anh có cái gì đó khác lắm. Yến buồn á nên nói vậy, chứ mình thấy anh Khoa luôn hết lòng yêu Yến thì đừng nên buồn chớ giận. Còn Hằng tâm tính kiêu căng và cũng háo thắng không ai bằng. Mình nghĩ Hằng chỉ cố tình quen anh Khoa vì lời thách thức của bạn bè thôi. Hằng cũng rất đa tình và lãng mạn, hứa hẹn đủ điều nhưng chẳng có yêu ai đâu. Cho những bạn trai leo cây dài dài với Khoa chắc cũng như vậy thôi. Nghe Tuyết nói Yến tạm yên lòng rồi, mình sẽ cố gắng đi học thôi. Như vậy mới phải chứ. Thôi mình về nghe. Tuyết, mình cảm ơn bạn nhiều lắm vì bạn đã an ủi động viên mình. Bạn bè mà, có gì đâu phải cảm ơn. Mình đi nghe. Yến, Yến hẹn anh đến đây có chuyện gì vậy? Anh Khoa, anh ngồi đi. Anh Khoa, anh có chuyện gì bất ổn phải không?
Không. Nếu vậy thì tại sao lúc gần đây dường như là anh đang cố tình lánh mặt em? Anh xin lỗi em. Xin lỗi về chuyện anh với Hằng phải không? Phải. Bao đêm suy nghĩ thật nhiều, nhưng anh không hiểu được lòng sao mình lại yêu. Yêu Hằng thơ thần ngần ngơ, nhìn quanh đâu đâu cũng thấy bóng dáng Hằng xinh xắn thắm tươi. Nên quên hết câu thề nguyện đã bao năm đợi chờ, khi ra trường ta sẽ chung đôi. Nay hết rồi, hết thật rồi sao? Yến ơi, chuyện của trái tim thì lý trí cũng phải đành khuất phục. Không phải anh nhận tâm dục mình nên kết thúc, vì kéo dài thêm thì đau khổ cả ba người. Chúng ta đừng làm bia cho miệng thế chê người. Hoa ơi, em không muốn làm cho anh khổ tâm bận trí, nhưng em muốn hiểu rằng anh đã suy nghĩ tận tường chưa? Mấy năm dài dệt mộng yêu đương, tình mình rạng rỡ tinh khôi như chồi xanh mầm tiên. Anh cũng ngờ chúng ta không bao giờ ly biệt, mãi mãi bên nhau để hết quãng đường đời. Anh Khoa, có thể gì vì Hằng đẹp, con nhà giàu lại ăn nói dễ thương, cho nên anh nhất thời khiến anh xao động phải không? Anh Khoa, chẳng lẽ trong lòng anh không còn sót lại chút tình cảm nào với em sao? Anh Khoa, thật tình anh không lý giải được, vì giữa chúng ta có biết bao kỷ niệm, mà kỷ niệm nào cũng dễ mến dễ thương. Vậy thì tại sao anh lại dưng dưng một bóng hình khác cho em sầu em khổ? Khi mình đã chọn rồi bên đó thì còn phân vân chi cho tâm trí rối bời. Anh không biết nói sao cho em hiểu yêu ơi, chỉ biết không gặp Hằng là anh thấy nhớ. Anh chấp nhận vượt qua khó khăn ngăn trở, mình có duyên không nợ nên tình đành lỡ em ơi. Anh Khoa, chúng ta chia tay hôm nay rồi, tiếc đến bao lâu mình gặp lại. Lòng em khi nghìn thu mãi mãi chia lìa. Anh đó em đây mà như xa cách nghìn trùng. Thôi thì dù đường yêu mình không chung bước, nhưng linh hồn em suốt đời quanh quẩn bên anh. Tình yêu xưa giờ như sương khói mong manh, nhưng đẹp như bức tranh em nguyện giữ gìn. Kiếp này anh đành lỗi hẹn, nếu có kiếp lai sinh anh sẽ đáp đền. Hứa hẹn làm gì những chuyện xa xôi,
bởi hiện tại sự thật phũ phàng đang giết chướng em từng giây từng phút. Yến, Yến ơi, không biết tại vì sao mà anh dễ dàng ngã gục, dễ dàng quên kỷ niệm mối duyên đầu. Đã hết rồi thì đừng hỏi bởi do đâu, cũng đừng bức rứt khi tình em anh đành dứt bỏ. Tấm chân tình này em xin bày tỏ, dẫu khổ đau nhưng em sẽ vĩnh viễn ra đi, để anh tìm được hạnh phúc bên hằng. Chúc hai người trăm năm gắn bó. Xin trả lại những lời anh đã ngỏ, trả hết hẹn hò chờ đợi đón đưa, trả trái sầu cho gió cho mưa, để tim tôi vẫn say sưa yêu người. Yên, anh... Thôi, anh đừng có nói gì nữa hết. Anh về đi. Yên ơi. Anh... Yên... Anh đi đi. Anh về đi. Yên... Yên... Đừng nói gì nữa hết á. Yên ơi. Đám tang cô Yến, cô ấy bị người yêu phụ bạc nên phải thắt cổ tự tử chết. Trời ơi, khủng khiếp quá. Yến chết và mình là kẻ sát nhân sao? Không, không phải mình. Người ta thường nói tình yêu không bao giờ có tội. Cuộc đời này ai mạnh thì thắng, yếu thì thua. Tại cô ấy thiếu suy nghĩ nên tự tử mà chết thôi, chứ mình đâu có cầm dao giết cổ. Nếu vậy thì coi như mình đâu có tội tình gì. Hằng à, Hằng à. Dạ, dạ. Cơm canh nguội hết rồi, sao con không vào ăn cơm đi? Dạ, con không đói. Hằng à, trong mình con không khỏe. Hay đã xảy ra chuyện gì mà mẹ thấy mấy ngày nay con cứ vào ra ngơ ngẩn thở dài? Dạ không có chuyện gì đâu mẹ, chỉ tại con thấy nhức đầu và hơi khó chịu trong mình nên con không màng tới chuyện uống ăn. Trời ơi, sức khỏe như vậy mà sao con không nói với mẹ liền? Thôi thôi, để mẹ đi mua thuốc ngay bây giờ. Dạ, con uống thuốc rồi, mẹ đừng có lo. Chừng nào con khỏe, con đi ăn một tô phở là xong mà mẹ. Ờ, vậy cũng được. Con có cần mua gì không? Dạ không. Vậy mẹ đi à nghe. Nè, ngoại đang ngủ, chừng nào ngoại dậy cho ngoại ăn cháo rồi uống thuốc. Thuốc mẹ để trên bàn gần giường của ngoại đó nha. Dạ. Hằng à, kìa anh Khoa. Sao anh lại đến đây? Tại sao em cứ trốn tránh anh hoài vậy Hằng? Tại sao em không cho anh gặp mặt? Điện thoại em cũng không nghe nữa là sao Hằng? Em đâu có trốn tránh. Tại vì lúc này công chuyện làm ăn của mẹ em quá nhiều, bà ngoại em thì bệnh hoài nên em phải giúp mẹ. Còn anh đến đây có chuyện gì không? Hằng ơi, em có biết cho anh đau đớn thật nhiều từng đêm trắng trở. Đài heo hắn lòng
tình đừng nên gần xa bóng gió. Gió bởi nơi em tâm tình gửi trao cùng anh em thiết tha yêu nên lòng anh đã xuyên sao bồi hồi. Tình đậm sâu theo thời gian trôi anh đã quên câu thề xưa. Gió yên buồn dính biết đằng ai. Thôi thôi anh chớ nhắc chi chuyện ngày hôm qua. Em đây đâu nào có lỗi mà anh khơi buồn. Vì suy nghĩ không cam cùng nên lòng vô biên hoang mang treo dòng tự tư. Không, là do anh. Do anh đã đưa cô ấy vào bước đường cùng. Vì quá đau khổ nên Yến mới tìm đến cái chết. Tội lỗi này do anh đã gây ra nên bây giờ anh phải chịu hậu quả. Anh Khoa. Hằng à, bây giờ anh muốn gặp ngoại và mẹ của em để xin cho anh được cậy người mai mối với em. Không được, không được. Tại sao? Vì ngoại và mẹ em đã hứa gả em rồi. Em sắp sửa lấy chồng. Sao? Có thật gì không? Có thật là em sắp sửa lấy chồng không? Thật chứ. Và em cũng không thể cãi lời. Thôi, anh hãy về đi. Từ đây mỗi kẻ một con đường. Em đường em, anh đường anh. Không, không thể như vậy được. Hằng ơi, Hằng ơi, anh yêu em mà. Hằng ơi, Hằng ơi, không, anh yêu em mà. Anh đi về đi, anh về đi. Không. Con đường nào anh đi khi bốn bên chỉ toàn hố sâu. Vì tôi đã gieo đau sầu bao nhiêu thâm tình tôi đành phụ bỏ. Thì em đừng nói chi câu chúng ta mỗi người một nơi. Lời phũ phàng của em anh đã tan trong lòng như trời đất đang buông quay. Ai buồn nhiều hơn ai khi đã yêu thương. Mong ước sau này đường tình chung đôi nay phải chia ly. Trời ơi đau đớn này mang suốt đời. Ôi lưới trời làm sao thoát đời. Sao ra quá tốt người tôi đành nhận lấy. Bởi tôi dòng phụ nên lánh liền phụ dòng. Mất luôn gia đình tôi biết về nơi đâu. Giờ biết đi đâu. Anh Khoa à, hoàn cảnh đã như vậy rồi, anh có than trách cũng chẳng thay đổi được gì. Thôi, anh đừng buồn nữa. Về đi anh. Về đâu? Bây giờ cha mẹ đã từ bỏ, bạn bè khinh khi, Yến thì đã chết, còn em, em thì quá lạnh lùng. Ngày xưa quả báo thì chày, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền.
Phải chi mình đừng háo thắng vì những lời khích bác của bạn bè thì đâu có xảy ra thảm trạng này. Hằng, làm gì mà nóng lòng tìm kiếm hắn hoài vậy? Chuyện này hơi lạ à nghe. Kỳ này giỡn hay thiệt đây? Kỳ này mình thật lòng, mình đã tìm được một nửa của mình rồi. Đúng là nồi nào úp dung nấy. Hằng khét tiếng ăn chơi thì hắn cũng ăn chơi khét tiếng. Đương nhiên rồi. Bồ biết không, ảnh ăn chơi thoải mái lắm. Không thoải mái sao được, vì hắn là con của một gia đình giàu có nổi tiếng ở thị trấn này, ai mà không biết. Còn Hằng thì Hằng đã đắm chìm trong danh vọng và tiền bạc của hắn rồi. Đúng, phải nói là anh ấy xài tiền rất hoang phí. Đi thì thôi, mà về nhà thì hút tiền nạm nạm vậy đó, xài không hề tiếc nuối. Cho nên bạn bè rất tôn sùng anh ấy và tôn vinh anh ấy gần ngang bằng với công tử Bạc Liêu đó. Cũng phải thôi, ăn xài như vậy đâu thua kém công tử Bạc Liêu. Kìa, mới nhắc công tử đến rồi đó. Em. Anh. Em đến lâu chưa? Dạ cũng chưa lâu lắm. Còn đây là... Dạ đây là Kim Tuyết, bạn thân của em đó. À, hân hạnh được biết cô Tuyết. Em cũng hân hạnh được biết công tử Bạc Liêu. Cô Tuyết quá lời rồi, đó chỉ là danh hiệu của bạn bè gán cho tôi thôi. Thôi, hai bạn hàn huyên tâm sự đi, mình xin phép ra ngoài cùng chung vui với các bạn. Em, anh nhớ em quá à. Em cũng nhớ anh quá à. Em biết không, anh đang thu xếp ngày giờ để đưa em về ra mắt gia đình anh đó. Hả? Thật hả anh? Ừ. Em biết không, lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác bâng khuâng thương nhớ vô vàng. Bóng hình người con gái đẹp xinh, dù rằng quen biết chẳng bao lâu mà tưởng như thân thiết từ kiếp nào. Những lúc gặp nhau anh mong thời gian ngưng đồng để kéo dài phút giây kề cận. Vì một ngày xa vắng em yêu, anh thấy dài như một năm mà trời. Được nghe những lời anh vừa thiết tha bày tỏ thì trong lòng này mùa xuân như đang mở ngò. Anh à, em biết nói sao đây để cho anh được thấy rõ. Thấy rõ thì sao? Ôi ngọt ngào hạnh phúc đang tràn dâng khiến tâm hồn trao đảo chơi chơi. Từ ngày hôm nay với em nguyện bên nhau sẽ đến duyên bên câu sắc đồng, đường tương lai chúng ta chung lòng. Bỏ sau lưng bao vui buồn của thời mộng mơ, cánh hoa xinh này thay lời chung thủy dành tặng thương ai làm tình vui. Trọn đời yêu anh lực nào ngăn chia, mãi yêu nhau và yêu suốt đời. Dù phong ba quyết không xa rời, dù phong ba quyết không xa rời. Con đừng có nhiều lời vô ích. Mẹ, nếu mẹ không bằng lòng cưới cô ấy cho con á hả, thì con sẽ bỏ nhà đi luôn. Chừng đó mẹ đừng có hối hận rồi khóc lóc than gian đi tìm kiếm cho thất
công. Con muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm cho ha già. Còn mẹ nhất quyết là không bằng lòng cho cô đó về làm dâu. Mẹ, mẹ đã quên rằng mẹ từng hối thúc còn cưới vợ sao? Bây giờ con tìm mà được rồi, lẽ nào mẹ lại cấm ngăn? Mẹ không quên, với mẹ đẹp xấu giàu nghèo gì cũng được, nhưng nhất định không phải là cô gái chỉ là ăn chơi kia. Mẹ, mẹ ơi, từ thuở âu thơ cho đến khi lớn khôn, mẹ từng nuông chiều con như trứng mồng. Tình mẹ thương con như trời cao biển rộng, nên con luôn ghi khắc trong lòng. Mẹ, mẹ ơi, đã thương thì thương cho trót, hãy kết hợp mối tơ hồng. Hằng là người đúng như lòng con mong ước, nên đã yêu Hằng ngay từ lúc gặp gỡ đầu tiên. Tình yêu đầu đời sâu nặng thiêng liêng, nếu phải xa nhau con không thể nào sống được. Chắc là chúng con đã thề nguyện từ kiếp trước, nên ngày nay hiếm nở buốt ràng. Mẹ đã nói không. Mẹ, chúng con yêu nhau thật lòng, nếu mẹ nhất định phản đối, con sẽ quậy cho đến khi nào mẹ bằng lòng mới thôi á. Khanh, Khanh ơi, chỉ vì một cô gái như thế mà con nói năng như vậy thì mẹ được sao con? Khanh ơi, tiền bạc mẹ cực khổ làm ra, mẹ rất xót xa khi con ăn xài dung dài. Nhưng vì thương con lớn lên đã thiếu dân tình cha, nên mẹ chưa một lần rầy la quở sự đáp đền. Khanh ơi, muốn cưới vợ để ăn đời ở kiếp thì phải cho người đầm thắm nết na. Con đã gặp rất nhiều cô gái đẹp, nhưng con vừa ý em Hằng, mẹ phải cưới cho con. Dù cô ấy là người thế nào đi nữa, nhưng đó là người con hết mực yêu thương. Nếu nội tuần này mẹ không chấp nhận thì con sẽ đốt hàng hóa mua bán của mẹ trước, rồi mọi chuyện tính sao á. Trời ơi, con tôi. Hằng à, mẹ con vì tương lai của con nên mới phân tích cặn kẽ để con hiểu. Con đừng có ăn nói hỗn hào như vậy không có được đâu. Nhưng mà hồi đó giờ ngoài thấy không, con quen rất nhiều bạn trai, nhưng mà con có thương yêu ai đâu. Bây giờ con gặp được anh Khanh, con yêu anh, con thật lòng, thì tại sao mẹ con lại ngăn cấm chứ? Không phải chỉ mình mẹ con không bằng lòng, mà cả ngoại cũng không đồng ý. Ngoại? Đến ngoại mà cũng phản đối con nữa sao? Phải, ngoại không đồng ý cho con làm vợ một người ăn chơi, vì ngoại lo sợ sau này con phải khổ đau. Ngoại, hai đứa con thương yêu thật lòng, sẽ tràn đầy hơn nữa gia đình ảnh giàu sang tột bậc. Cả một đời con sung sướng tâm thân, con còn trẻ người non già chưa hiểu cuộc đời đầy dây dông ra.
ngoại nói đúng, con chưa hiểu cuộc đời, nhưng con nghĩ hễ có tiền là có hạnh phúc mà ngoại. Không phải ai có tiền cũng đều có hạnh phúc đâu con. Con đừng vội cãi lời người lớn. Ngoại với mẹ đừng ngăn cấm con, chỉ mất công thôi. Con nhất quyết là con yêu anh và con phải lấy anh làm chồng. Hằng à, cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ con hư trăm đường. Cuộc đời lắm gian truân, dâu biển khôn lường, cha mẹ ông bà nào không ao ước được thấy con cháu mình sống hạnh phúc ấm êm. Vì vậy nên ngoài và mẹ mới tận tình chỉ bảo con cần suy nghĩ kỹ càng để không làm hại tương lai. Lỡ mai kia cậu ta ngựa ngoại à, con làm con chịu, ngoại đừng có dài dòng nữa. Hằng, mẹ không ngờ con bất hiếu như vậy, chỉ vì một thằng ăn chơi xa đoạn mà con quá hỗn hào. Mẹ với ngoại luôn nói là thương con mà tại sao cứ cản ngăn con, làm cho con khổ sở như vậy chứ? Hằng, Hằng ơi, mẹ suốt đời vất vả chăm lo bảo bọc cho con. Từ lúc bé thơ cho đến lúc lớn khôn, chỉ mong con ngăn học thành tài và khó giả đi nhìn con yên bề gia thân. Nay mẹ đau lòng vì thấy con đang mê muội, nên hết lời khuyên dạy để con biết xấu tốt hơn. Tại sao con không cùng cản nghĩ suy, lại thốt ra những lời phũ phàng thâm thương? Cái lời mẹ thì con cách sao cho khỏi bão tắt, không ba nghiệt ngã qua cuộc đời. Trời ơi mệt quá, con không nghe đâu. Con nói trước, nếu mẹ và ngoại cấm cản con hoài, con sẽ bỏ nhà con đi luôn đó. Con muốn đi thì cứ đi, sau này có khổ thì đừng có than trời trách đất. Con đã nói con làm là con chịu, con làm là con chịu, mẹ hiểu chưa, mẹ nghe chưa? Mất dạy, con làm con chịu hả? Mẹ, Hằng, Hằng, con chạy đi đâu vậy? Hằng, Hằng, kệ nó muốn đi thì cho nó đi, má kêu nó làm gì nữa? Sao con lại đánh nó? Dạy con như vậy là không có được rồi. Má, nó hỗn láo quá thì làm sao con chịu được? Con phải bình tĩnh lấy đạo đức giải quyết vấn đề, con phải bao dung và tế nhị. Chứ con nóng giận đánh nó như vậy, lỡ nó bỏ đi luôn thì sao? Nó không bỏ đi luôn đâu, má đừng sợ. Tại sao? Tại vì từ nhỏ đến giờ nó có biết làm gì để kiếm tiền đâu, thì lấy gì mà sinh sống? Còn cái thằng kia cũng vậy, chỉ có biết phá tiền, chứ có biết làm ra tiền ở đâu mà dám bỏ đi luôn. Nhưng mà lỡ tụi nó cùng đường, rồi nó quẫn trí làm những điều dại dột thì sao? Sao, em cảm giác thế nào? Còn anh? Anh rất vui vì được đi cùng em. Nhưng... nhưng hồi hộp và lo lắng lắm phải không anh? Em đúng là một nửa của anh. Em cũng vậy, vì chúng ta đã bỏ hết mọi thứ để đi đến phương trời xa lạ này. Em à,
Bây giờ em tính đi đâu, ở đâu và làm gì để sống? Còn anh thì hồi nhỏ tới giờ sống sung sướng đã quen, không một chút bận lòng vì chuyện bạc tiền áo cơm, chỉ biết đình đám vui chơi. Bây giờ trong hoàn cảnh này đây, anh không biết toan tính thế nào, làm mà sao để có tiền lo cho cuộc chung sống dài lâu. Em nào có khác gì anh đâu, từ trước đến nay chỉ biết ăn xài, chứ đâu biết làm gì, chưa một lần nghĩ đến tương lai. Chuyện mình ra đi hôm nay thật quá đỗi bất ngờ, bởi em nghĩ không bao giờ hai gia đình đều cấm đoán cản ngăn. Nếu biết trước mình thương nhau mà gặp khó khăn như vậy, thì anh đã dành dụm tiền để bây giờ có vốn. Thôi thì mình ráng chịu thương chịu khó, hai đứa ra sức làm ăn, lo gì không sống được hả em, chỉ cần mãi mãi bên nhau. Phải, chỉ cần mình mãi mãi bên nhau thì dù cực khổ đến đâu em cũng không màng. Đúng, đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cũng cạn mà, phải không em? Phải có cách, không thể xuôi tay đầu hàng số phận được, phải có cách thôi. Cách gì thì tính sau. Bây giờ nghe nói nè Hằng à, hôm nay chính thức đôi ta cận kề bên nhau, nên duyên cho dù không có trầu cao rượu nồng, nguyện yêu thương sắc son vợ chồng, không màng cơn khổ gian nan, một đời gắn bó chung thủy sắc cầm trăm năm. Em đây không biết nói sao tỏ bài niềm vui, khi nghe bao lời anh nói tình dân gian giao, dù em tha quán chút nghẹn ngào ngay xuống giá du quy âm thầm lặng lẽ. Nhìn em anh thấy thương em nhiều, âu là do bởi số phận đẩy đưa hai đứa tha hương. Thì thôi hôm nay em đừng nên trái đứng trong lòng, vì anh đã quyết sẽ đem tình yêu hạnh phúc dâng hết đời anh, từ đây sống bên em một phút không rời. Hằng à, Hằng ơi, có nhà không con? Hằng, ủa, vợ chồng nó đi đâu hết rồi kìa? Ủa, chú Năm. Hằng, con đi đâu về vậy? Dạ, con đi nhổ cỏ đám mạ. Chú Năm tìm con có chuyện gì vậy? Hôm trước con nhờ chú hỏi giống lúa mới. Chú vừa tìm được mấy loại, chiều hay mai gì đó con đến nhà chú để coi thử nha. Dạ, con cảm ơn chú. Vậy chú về nha. Mà quên nữa, thuốc trừ sâu để chú mua giùm cho. Con lơ mơ là mua nhầm thuốc giả đó. Chú về à? Dạ. Quên nữa. Chuyện gì vậy chú? Con nói với chồng con á, khuya nay ra sông lớn đánh một mẻ lưới thử thời vận coi nha. Thiệt vậy hả chú? Mà liệu nó dám đi không? Chắc là ảnh không có từ chối đâu. Chuyện gì ảnh cũng muốn làm để có được nhiều tiền. Nghĩ tới nghĩ lui, chú càng thương mến, bởi vợ chồng con làm ăn chi thu, không biết lời
rồi lại rất thương nhau, đạm bạc mối dưa mà rộn rã tiếng cười. Cho nên từ xóm dưới làng trên ai cũng quy mến hai đứa con. Dù trước kia tiếng tâm lang rồng, tụi con đua đòi xài phi ăn chơi. Cho nên ở đây ai cũng tức cười khi nghe tụi con định làm mướn làm thuê. Con nhờ chú và tiếp ba giúp đỡ mỗi bề nên bây giờ cuộc sống tạm yên. Chú nghe thím ba cô đơn nói, sau khi thu hoạch mùa màng năm nay, thím sẽ cho vợ chồng con mượn số tiền để mua chiếc vỏ lãi chở khách. Hả? Thiệt hả chú? Ừ. Trời ơi, con mừng lắm. Ủa, chuyện gì mà mừng dữ vậy em? Dạ, chào chú. Chào cháu. Anh ơi, chú Năm mới nói cho em nghe là thím ba sẽ cho mình mượn tiền để mua vỏ lãi chở khách đó. Trời ơi, thiệt giả chú Năm? Vợ chồng con đến đây chân ướt chân ráo, cũng nhờ có chú Năm, thím ba và cô bác xóm giềng giúp đỡ nên mới sớm ổn định cuộc sống. Ân nghĩa này vợ chồng cháu xin khắc cốt ghi tâm đó chú à. Ôi, ân nghĩa gì con ơi, nghèo giúp nhau mới thảo chứ. Chú thấy vợ chồng con siêng năng làm lụng vất vả đi mưu sinh, cứ cái đà này á nha, chú nghĩ vợ chồng con sẽ làm giàu nhanh thôi đó. Thôi chú về nghe hai đứa. Dạ, dạ. Con cảm ơn chú. Em à, nếu có vỏ lãi thì vợ chồng mình kiếm tiền mau lắm. Ngoài tiền chở khách, mình còn mua bán được hàng hai chiều nữa em à. Mua bán hàng hai chiều là sao vậy anh? Trời ơi, dễ ợt vậy mà cũng không biết. Mình mua hàng ở đây là đem lên kia bán, rồi mua hàng ở trên kia đem về đây bán. Thiệt á, em không có ngờ anh cũng có đầu óc kinh doanh giỏi quá ha. Trời sao. Thôi thôi, anh đi vô tắm đi, rồi vợ chồng mình ăn cơm, nằm nghỉ một chút, rồi để khuya nay anh còn đi lưới cá với chú Năm nữa đó. Biết chú có cho anh đi không? Chú Năm rủ anh cùng đi đó. Vậy hả? Hên quá, về đây chịu khó một chút là sống khỏe re. Anh đi tắm, còn em đi hâm cơm cho nóng. Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn mà. Ngoại, ngoại đi hồi nào mà tới đây sớm với vậy ngoại? Ngoại đi lúc trời còn tờ mờ. Sao ngoại không gọi điện thoại trước để con đón ngoại? Đưa đón làm gì mất công lắm. Sao lại mất công hả ngoại? Lâu lắm rồi ngoại mới xuống thăm, nhớ ngoại muốn chết luôn à. Nhỏ này, nhớ ngoại sao không nói ba mẹ đưa lên thăm ngoại với cô? Ba mẹ con đi suốt từ sáng sớm tới khuya mới về, có rảnh đâu mà đưa con đi thăm ngoại. Ủa, ba mẹ con làm chuyện gì mà sáng sớm ra ra khỏi nhà tới khuya mới về? Dạ, bởi vì ba con bây giờ không còn dài tàu đó. Ba mẹ của con hai tháng trước đã mở rạp chiếu phim. Ba làm giám đốc phải ở đó trong ngoài coi sóc quản lý. Còn mẹ con làm gì nói cho ngoại biết cho đừng dòng vo. Dạ. Từ sáng tới khuya mẹ vẫn hoài ít khi về nhà, làm đại lý cây xăng nên ăn uống ở tại đó luôn. Rồi còn cơm nước ai nấu cho con ăn cùng mấy đứa nhỏ? Mấy đứa em con thì ở nội trú không có gì phải lo. Còn con? Dạ, còn con á thì mẹ cho tiền ăn cơm ngoài, còn ba con á cũng tự lo luôn. Gia đình mà thiếu những bữa cơm ấm cúng á thì... Ngoại, ngoại đừng có lo. Gia đình ba mẹ con á cũng quen nếp sống này lâu rồi.
thôi. Ngoại ở nhà nghỉ cho khỏe, để con điện thoại cho ba mẹ con hay, rồi con đi học. Mẹ, mẹ mới lên hả mẹ? Hằng, mới về hả con? Dạ. Dạo này mẹ và ngoại có khỏe không? Mẹ thì không sao, còn ngoại con á, hễ trái gió trở trời là bệnh hả? Mấy năm nay vợ chồng con bận quá nên không có về thăm được, con cũng nóng ruột lắm. Nè, con đừng có mê kiếm tiền quá mà bỏ bê gia đình, không tốt đâu con. Mẹ à, đâu có chi mà cho là không tốt không hay. Càng nhiều tiền của thì vật chất đủ đầy, niềm vui trọn vẹn hạnh phúc càng sâu đậm. Con nghĩ như vậy thì không có được. Xa mà cách lòng con chẳng biết sao, tình cảm yêu thương theo tháng ngày sẽ dần lợt lạc mờ phai. Nhưng mà thời gian xa cách đâu có lâu, chỉ từ sáng đến khuya thôi mà mẹ. Nhưng thiếu bữa cơm gia đình, thiếu sự chăm sóc cho nhau, không hiểu được tâm tư của con cái, như vậy trong nhà lạnh lẽo lắm con. Lạnh lẽo thì con không sợ, mà con rất sợ trên thương trường làm ăn mà thua sút người ta. Mẹ à, mẹ uống miếng nước rồi con cắt trái cây cho mẹ ăn. Để đó cho mẹ. Rồi mẹ tính về khi nào? Mẹ định xế chiều rồi về trển. Sao mẹ mới xuống mà định về liền vậy? Mệt lắm, sớm nhất cũng phải ngày mai mẹ hãy về. Ngoại không được khỏe nên mẹ phải về liền. Vì lâu lắm rồi không thấy vợ chồng con về trển nên mẹ nóng ruột. Bây giờ biết gia đình con vẫn bình yên, làm ăn khấp khá, mẹ mừng. Con thật là bất hiếu, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân. Bây giờ thấy vợ chồng con chí thú làm ăn, mẹ và ngoại cũng mãn nguyện rồi. Chỉ có một điều con đừng quên là xây dựng hạnh phúc đã khó, mà giữ hạnh phúc càng khó hơn. Dạ, con nhớ rồi. Từ hồi tụi con ở với nhau tới giờ, vợ chồng con rất hạnh phúc, và càng hạnh phúc hơn khi bốn đứa con đã ra đời. Bọn chúng rất là ngoan mẹ à. Vậy là mẹ và ngoại vui lắm rồi, không còn mong muốn gì hơn nữa. Mẹ, mẹ ăn trái cây nha. Trời ơi, tại sao, tại sao lại làm như vậy? Anh nói đi. Bấy lâu nay em tin anh, nhưng em không ngờ trước mắt em, trời ơi, anh không còn là anh nữa. Anh không còn là anh nữa anh Thanh ơi. Tại sao anh lại ngoại tình? Anh làm như vậy là anh không còn thương em nữa sao anh Thanh? Anh nói đi, anh làm như vậy bao lâu rồi? Gia đình đang hạnh phúc, đang êm ấm, tại sao lại muốn quậy cho tiêu tan hết vậy? Tại sao vậy hả anh? Anh trả lời em đi, tại sao anh phải làm cho em đau khổ như vậy chứ? Em thương anh quá mà anh Thanh. Tại sao anh nỡ nào anh phản bội em? Tại sao? Thôi, cô im đi, đừng hỏi vòng vo vặn vẹo. Tôi không muốn thấy cái mặt của cô, dù chỉ một phút một giây. Anh Khanh, anh nói vậy là sao? Hãy nói cho rõ ràng minh bạch, có lý nào anh đuổi em ra khỏi nhà này ngay? Đúng, tôi chán cô lắm rồi. Cô đừng có lải nhải lôi thôi. Đi, cô đi ra khỏi nhà, và đi cho khuất mắt của tôi. Hả? Anh đuổi em? Nhưng em đâu có làm gì nên tội.
em đâu có lỗi làm chi mà anh lại đuổi em. Đơn giản thôi, đơn giản là tôi không muốn thấy mặt cô. Cô đi đi. Không, anh Khanh. Khanh ơi, đời nào em lại bỏ ra đi. Vì bởi lòng vẫn nồng ấm yêu anh, vẫn tha thiết không hề phai. Vì tối nay không còn rung động, yêu mến như ngày xưa, điêu kéo nhau càng khổ lụy cho mình. Anh ơi, dù khổ lụy đến bao nhiêu em cũng cam lòng chấp nhận, bởi tình yêu em dành cho anh ngôn từ thành bất lực thôi. Thì rồi hay mai là số phận của em rồi. Thời gian qua hạnh phúc vợ chồng ta luôn nay lòng những tin gia đình mình sẽ ấm êm mãi mãi, không mạnh lực nào làm mình phải khổ đau. Em không ngờ anh nỡ phụ tình nhau, gian díu yêu đương cho lòng em rời ra. Mà sao lại gây thấm trắng này. Thôi thôi đừng có giống dài nữa. Cô muốn ở lại cũng được, nhưng từ rày về sau tôi muốn làm gì thì tôi làm. Nếu mà cô lộn xộn đừng có trách tôi. Anh muốn làm gì em cũng được, trừ việc phản bội em. Nếu anh tái phạm, em sẽ một còn một mất với anh. Hiền à, tan học con nhớ ghé cây xăng coi sổ sách rồi tính tiền giùm mẹ nha con. Dạ. Mẹ ơi, mẹ đừng có buồn nữa. Mẹ buồn hoài, con lo lắm. Mẹ à, thật tình con không hiểu tại vì sao bỗng dưng mà ba lại đổi thay. Nhiều lúc thấy ba đánh mẹ quá nặng tay, con đau lắm mà chẳng biết làm sao. Con à, không có gì đâu, con đừng có bận dạ. Đó chẳng qua là tại ba con buồn vì nhiều chuyện xui đắm trong lòng, mà mẹ thì không cứ xử với ba. Thật là dễ sợ mỗi lúc ba buồn, đánh mẹ đến phải vào bệnh viện nằm. Không phải là ba nặng tay đánh mẹ, mà tại vì mẹ bị trật chân. Phải rồi, lần nào bị ba đánh
mẹ cũng nói trượt chân nên té, da đầu vào cạnh tủ. Đau đớn xác thân tinh thần thương tổn, mà sao mẹ cứ nói đỡ cho ba hoài. Rồi mẹ sẽ ra sao khi bị ba hành hạ từng ngày? Nhớ trước kia mẹ gia hòa thuận, tiền bạc không nhiều mà tràn ngập niềm vui. Bây giờ cửa rộng nhà cao mà sao quạnh quẽ tiếng cười hiu dâng. Mẹ ơi, biết bao lâu mới tìm lại được chuỗi ngày vắng lặng. Mẹ ơi, con sợ nếu mẹ có bề gì. Không sao, không có sao đâu. Con đừng sợ, không có cái gì con phải sợ hết á, nghe không? Mẹ, mẹ à, hay là mẹ nói với nội, để nội khuyên ba đi mẹ. Hiền à. Dạ. Nếu thương mẹ thì chuyện không vui của gia đình con đừng cho bên nội hay là bên ngoại biết nha con. Mẹ nhớ. Thôi con đi học đi, coi chừng trễ giờ đó. Dạ. Kìa anh, anh ngồi xuống đi. Nè ngồi đây nè, để em lấy khăn em lau mặt cho anh. Ráng ra, ai cần cứu lên. Bực bội. Anh à, anh đói chưa? Để em dọn cơm cho anh ăn nha. Ôi trời, hỏi quá vô duyên. Mấy giờ rồi mà còn hỏi câu đó. Chắc là lại muốn ăn đòn nên mới đùa dai như thế. Không, không phải vậy đâu anh. Mà bởi vì em không biết anh về lúc mấy giờ nên đâu dám dọn sẵn. Em sợ nguội lạnh cơm canh sẽ không ngon miệng lúc anh dùng. Cô cứ dọn sẵn trên bàn, còn ngon hay dở gì kệ tôi. Đã nhiều lần em dọn sẵn ra, anh đầy la đánh mắng đủ điều, hất mâm cơm xuống đất, anh còn nhớ không? Bây giờ sao? Trả lời tại đâu với tôi hả? Đâu có. Em đâu có trả lời với anh. Sao? Em chỉ nhắc nhở anh thôi. Làm sao em dám cãi tay đôi với anh? Sao? Chị, nó không trả lời tay đôi. Dọn cơm lên. Nhìn cái mặt này còn ưa. Dạ. Dạ, để em dọn. Quá. Cái gì à? Khóc hả? Khóc phải không? Dọn cơm cho chồng thì phải vui vẻ, phải cười thật tươi thì ăn mới vô chứ. Đâu, bây giờ bắt đầu. Cười thật tươi lên coi. Cười. Cười. Sao? Cười khóc được không? Tao hiểu cười. Cười lên. Bắt cái hổng mình ra mình cười. Cười cho thật tươi lên cho chồng. Cười lên. Em cười, em cười nè. Em cười nè anh ơi. Ê, đi đâu à? Đi đâu?
hôn tôi mỗi bên một cái coi. Anh sao, hôn không được hả? Hồi đó hôn điệu nghệ lắm mà, bây giờ có hôn không thì bảo. Hôn cái kiểu đó đó hả? Mặt tôi không đáng để cho cô hôn sao hả? Tôi nhớ không lầm, hồi đó cô hôn cái mặt tôi nó mống móp mà cô còn chưa muốn rời. Sao bây giờ hả? Sao vậy anh? Ừ? Em yêu anh. Em lại anh. Nhìn cái mặt, không biết hồi đó sao tôi yêu được. Trời ơi, sống mà đau khổ như vậy làm sao tôi chịu nổi nè trời. Mình phải đi khỏi cái nhà này mới được yên thân. Phải đi, mình phải đi thôi. Nếu mình ra đi thì ai nuôi con, chăm sóc cho con khi chúng còn nhỏ vậy? Nếu mình đi rồi thì tất cả tài sản gia đình phải tiêu tan. Không, mình không thể nào ra đi được, không thể nào bỏ con, không thể nào bỏ chồng được. Đành phải chấp nhận tiếp tục cuộc đời đau khổ này thôi. Không còn lối thoát nữa, trời ơi, không còn, không còn. Dạ. Mẹ, con đang suy nghĩ gì vậy? Dạ không có, không có gì đâu mẹ. Con đừng có giấu mẹ nữa. Chuyện đã xảy ra lâu như vậy mà tại sao con không cho mẹ hay? Mẹ, tại vì con nghĩ cha mẹ hai bên theo tháng năm già lại thêm già mà phận làm con, công ơn sinh dưỡng chưa đến đời thì không thể nào con lại đam tâm buồn phiền lo âu. Con thật là thờ, dù sao con cũng phải cho mẹ hay. Mẹ biết tính nó mướn ngang bàn, rồi mẹ sẽ tìm cách căng ngăn. Đàn ông mà nó đánh được là nó đánh hoài hả? À. Rồi làm sao chịu nổi
tình trạng này. Cứ bị chồng đánh đập hành hạ rồi sẽ kéo dài đến bao lâu? Dạ, con cảm ơn mẹ đã quan tâm đến con. Thôi, mẹ ở nhà mẹ nghỉ cho khỏe. Con đi thu tiền rồi con ghé chợ. Hôm nay con sẽ nấu lẩu mắm cá lóc, món ăn mà mẹ rất thích đó. Vậy thì con đi đi. Dạ, thưa mẹ con đi. Dạ, chào bà. Dạ. Bà mới xuống tới phải không? Dạ, dạ phải. Nhưng còn ông anh đây là... Tôi thứ năm, ở cách đây vài căn hà. Mấy năm trước có gặp bà chị một lần đó. Tôi nhớ ra rồi. Hồi đó đó, anh khen mấy đứa nhỏ nhà này á, từ một người ăn chơi trụy lạc, rồi khi thành vợ thành chồng lại làm ăn siêng năng giỏi giắng đấy mà. Dạ, dạ đúng như vậy đó. Nhưng bây giờ thì chê trách chưa vừa. Nói ra đây thì tôi ấm ức, xin chị đừng buồn tôi. Vì bỗng dưng dường như là thằng con chị hư nhiều. Ngày ngày la mắng còn hành hạ cô Hằng. Bởi thằng Khanh nó lại có bộ tùm lum, dâu không được cô Hằng, nó đủ vẻ liên miên. Chòm sớm ba con cũng buồn. Trời ơi, cái thằng này lại... Ngựa quen đường cũ. Từ lúc bị cô Hằng bắt gặp tại trận đến giờ, ngày nào nó cũng kiếm chuyện đánh cô Hằng hết á. Bà con chòm xóm ai cũng chắc lưỡi hít hà hết. Trời ơi, thật là khổ thân cho con dâu tôi. Lâu lâu á, chị mới tới chơi, mà tôi đem cái chuyện buồn này nói với chị, tôi cũng ngại lắm. Dạ, không có đâu anh Năm ơi. Anh mà anh nói cho tôi biết cái chuyện đó, tôi cảm ơn anh nhiều lắm đó anh Năm ơi. Không phải tôi làm ông Tám đâu. Chẳng qua tôi thấy tôi tội nghiệp cô Hằng. Gia đình đang hạnh phúc, vậy mà sắp sụp đổ vì chồng trở chứng. Bà chị coi có cách nào đó giúp đỡ vợ chồng nó ha. Thôi, tôi về à. Dạ, anh Năm về. Nhà chết hết rồi phải không? Sao không thấy cái mặt nào ra lo cho tôi hết vậy? Có mặt mẹ nè. Con muốn nói gì thì nói đi, mẹ lo cho. Ủa Mẹ đến hồi nào vậy? Chuyện đó không quan trọng. Mà quan trọng là tại sao con cứ sai sứa hoài, làm cho không khí gia đình mất vui vậy? Sao mẹ biết? Vợ con nó tàu nó báo với mẹ hả? Không cần ngại tàu báo gì hết á. Thấy cái mặt con sai xưa và cách nói chuyện của con là mẹ biết. Khanh ơi, con hay nghe mẹ nói. Con đã nghe mẹ nói rất nhiều rồi, nhưng mà cuối cùng quyết định vẫn do con. Vì vậy mẹ đừng có nói gì nữa hết á. Lỗi tại mẹ quá cưng chiều con, nên hôm nay mẹ phải nén đau mà nghe con nói những lời nói vừa rồi. Nhưng dù muốn dù không, con cũng nên nghe mẹ khuyên con. Mẹ nói đi. Khanh, con đâu có biết rằng bao hối hận ngăn nắng luôn dài dò. Và coi như là con đây cầu hiếu
Thì cứ cho là như vậy. Mẹ mong con hãy giữ lấy hạnh phúc gia đình. Mẹ ơi, hạnh phúc là do con tạo, thì con muốn giữ hay không là tùy con, mẹ đừng có ý kiến. Cuộc sống của riêng con thì đừng có ai xen vào hết á. Như vậy là đã giúp cho con rồi đó. Trời ơi, Khanh, con nói vậy mà con nghe được sao Khanh? Được, con mới nói chứ. Mẹ à, tốt hơn hết là mẹ đừng có đến đây nữa. Khanh, mày, mày đuổi mẹ mày hả Khanh? Mẹ nói oan cho con quá à. Con đâu có đuổi mẹ, con chỉ có ý kiến vậy thôi. Thôi được, kể từ bây giờ con coi như là mẹ đã chết. Ở ra là cằn nhằn khóc lóc thở than mệt. Mẹ, mẹ, mẹ ơi. Ủa, anh mới về hả? Nè, từ nay về sau tôi cấm cô than vãn với bất cứ ai, nghe chưa? Em không có nói với mẹ, anh không tin em sao? Tin hay không là quyền của tôi. Nếu cô còn làm chuyện gì hay nói năng phật ý tôi thì đừng trách tôi ngẩng tay, nghe chưa? Nghe chưa? Sao đây? Sao lại đánh em? Anh đi thì thôi, anh về tới là anh đánh thôi à. Nín, cầm hồng lại à. Đi chỗ khác, đi chỗ khác à. Tôi không muốn thấy mặt cô nữa à. Đi chỗ khác mặt tôi, đi, đi. Anh không muốn thấy mặt em nữa sao? Được, nếu như mà anh muốn. Mẹ, mẹ ơi mẹ, sao mẹ uống thuốc được sâu tự tử vậy mẹ? Mẹ ơi, ba ơi, mẹ không uống thuốc tự tử kìa ba ơi. Cái gì, ai tự tử? Mẹ con uống thuốc trừ sâu. Ba ơi, làm sao đây á ba? Trời ơi, mẹ con đâu rồi? Dạ nằm ở nhà sau. Gọi xe cấp cứu nhanh lên. Dạ. Đã ngủ sai rồi, mẹ đừng có đưa nữa. Mẹ, mẹ ra đây với con. Mẹ còn đây mà con cứ ngỡ chiêm bao. Trời ơi, một đống chai thuốc trừ sâu, chỉ còn có một chai nước tắc à. Có lẽ số mẹ trời chưa cho chết, nên mới khiến mẹ lấy lộn chai nước tắc. Mẹ nói đúng, nếu mẹ không lấy lộn thì bây giờ đã chấm dứt được đau khổ rồi phải không con? Mẹ đâu phải muốn chết là chết được đâu. Nhưng mẹ à, nếu tình trạng ba cứ kiếm chuyện đánh đập hành hạ mẹ hoài á thì làm sao được chứ? Không có ai ở chung nhà thì lấy ai mà cản ngăn bên mẹ được? Đành chịu vậy. Tới đâu hay tới đó con à. Mẹ, hay là mẹ bàn với ba về ở gần bên nội hoặc bên ngoại gì đi mẹ. Hiền à. Dạ. Tánh ba của con rất ngang tàn, ba của con không nghe lời ai đâu. Mỗi người đều có số phận, không sao đâu con.
Mẹ. Mẹ à, bệnh của ba đỡ nhiều rồi, mẹ đi nghỉ đi. Sao mẹ cứ ngồi đưa giỏng hoài vậy mẹ? Mẹ sợ muỗi cắn ba con, lỡ ba con nhập viện nữa thì khổ thêm. Ba nhập viện vì uống rượu nhiều, chứ đâu phải vì bị muỗi cắn đâu. Đừng có nói lớn để ba con ngủ. Con à, có nhiều chuyện con không hiểu nổi đâu. Nhưng có một chuyện con hiểu. Chuyện gì? Ba càng đánh mẹ, con thấy mẹ càng thương, càng chăm sóc ba hơn. Con hỏi thật, Bộ mẹ không giận ba chút nào sao? Con à, nhiều khi bị đòn đau, mẹ cũng buồn, cũng giận, cũng hờn. Nhưng không hiểu tại sao hễ ba con bệnh á là mẹ sợ lo. Sợ ba con chết, nếu như thế thì làm sao mà mẹ sống nổi. Và bây giờ mẹ cũng làm là không quan hờn ba con. Con còn nhớ như in cái bữa mà ba đánh mẹ quá trời, đánh chẳng ngừng tay, đánh tới mắt mẹ trốn dưới sàn kia. Cái sàn mỗi bữa con có chung vào cũng không thể vì hẹp té. Chân lúc bị đòn mẹ đau quá, chung vào lọt tốt luôn. Mẹ à, nói gì thì nói, mẹ cũng phải lo cho thân mẹ chứ. Con thấy món gì ngon mẹ cũng để dành cho ba hết. Cá nhỏ phần mẹ, cá lớn phần ba. Mà điều khiến con rất là làm lạ là đâu phải mẹ mua không nổi trái sầu riêng, mà cứ thấy ba thì ăn thịt, còn mẹ thì nấu hột mà ăn. Sao kỳ vậy mẹ? Có gì đâu mà kỳ con. Đó là mẹ muốn chứng tỏ cho ba con biết là mẹ thương yêu ba con nhiều lắm. Con thật không hiểu nổi. Đúng là giận thì giận, mà thương thì thương. Con nhỏ này, nói với em chuyện này. Dạ, chuyện gì vậy anh? Anh muốn lên Sài Gòn làm ăn. Anh à, ở đây công chuyện làm ăn của mình đang phát đạt lắm mà. Nhưng mà anh muốn thay đổi. Nếu muốn thay đổi thì còn rất nhiều chuyện phải lo. Nào là chuyện trường lớp cho các con, nào là... Không cần phải lo gì hết, vì anh chỉ lên Sài Gòn một mình thôi. Sao anh đi một mình? Còn em và con vẫn ở đây, công chuyện làm ăn vẫn tiếp tục như cũ. Không được, em không bằng lòng. Nè em bình tĩnh nghe anh bài phân. Lên đó một thời gian, tìm nơi mang buôn làm ăn, nào ổn định thì anh lo liệu. Về đây rước gia đình lên trên đó liền, anh cần vốn ngay bây giờ đây. Nhưng em đã nói không là không. Thì thôi, không nữa thì cũng chẳng sao. Cô đừng hối hận rồi đi tự vẫn, bởi cô biết thừa tôi là người như thế nào. Anh nói như vậy là sao? Tôi đã một thời gian phong lưu, thiếu gì người đang mở rộng vòng tay chờ tôi bước đến. Như vậy thì anh cứ bước đến với người ta đi. Anh đi đi, anh đi đi. Cái gì? Cô thách tôi đó hả? Vậy thì đừng hối hận nha.
tiếc tiền thì mất chồng, vậy thôi. Anh Khanh, anh Khanh. Trời ơi, khổ, khổ nữa rồi. Giờ này mà mẹ đi đâu không biết nữa. Chẳng lẽ đi bắt ghen? Thách thức tôi, thách thức tôi. Ba, ba về, còn mẹ con đâu? Cái gì? Con nói cái gì? Vậy mẹ con không đi tìm ba sao? Không. Vậy là... Trời ơi, không lẽ... Chuyện gì thì nói lại đi, đừng có chẳng lẽ bực mình lắm. Khanh ơi Khanh, Hiền ơi Hiền, mau mau lên, mau lên, mau lên. Ông Năm, ông Năm ơi, có chuyện gì vậy ông Năm? Chuyện gì nữa? Hiền, con đi mau đi, người ta đang cấp cứu mẹ con ở đẳng á. Trời ơi, may mà nhầm lúc nước lòng á, chứ nếu nước lớn nó cuốn mẹ của mày trôi đi thì có trời mà cứu. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ mẹ. Cậu sao vậy? Sao cứ gây buồn phiền cho vợ với tự tử hoài vậy? Trời ơi! Má, má thấy chồng mình khỏe chưa? Nếu chưa thì con đưa má vô bệnh viện. Ôi, già cả rồi, muốn khỏe thì khỏe, muốn mệt thì nó mệt, có gì phải vô bệnh viện con. Má, chắc tại má lo nghĩ nhiều quá nên trước số phận con người lại quá nhỏ nhoi, không làm được gì, đành phải chấp nhận thôi. Má đừng lo nghĩ nhiều mà bệnh hoạn vương mang. Đau đớn từng cơn khi đưa cháu thân buồn nữa. Dù sao thì mẹ con mình cũng đã cho nó mượn một số tiền, con thấy rất vui mà. Con Hằng, chắc nó mắc nợ thằng Khanh, khổ lên khổ xuống, nó chết tới chết lui, vậy mà vừa khỏe lại đã vội mượn thêm tiền để đưa cho chồng lên Sài Gòn làm ăn. Lên Sài Gòn làm ăn thì không nói gì, sợ sẵn tiền trong tay rồi ngựa quen đường cũ, tiền bạc tiêu tan, gia đình tan nát, rồi con Hằng nó khổ nữa. Cái khổ chồng chất lên cái khổ, bản thân đã khổ mà hoàn cảnh chung quanh lại đè lên bao cái khổ khác. Trời ơi, đúng là khổ khổ mà. Anh Khanh, anh Khanh ơi. Chết rồi, chạy ra ngõ sau mau đi. Anh Khanh, mở cửa.
Mở cửa đi anh. Có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt rồi lên đây? Anh chưa ngủ mà sao em kêu cửa anh không mở liền? Sao em biết anh chưa ngủ? Nếu anh ngủ thì tại sao anh không đóng cửa sao? Thì tại quên. Gì cũng hỏi. Anh quên hay là anh đã mở cửa cho nó thoát thân? Nè, nó nào, đừng có ăn nói hầu đồ nghe. Vậy cái đôi giày này là của ai? Của cô Liên, bồ của bạn anh. Vậy là tụ tập ăn chơi nữa hả? Như vậy không phá sản sao được? Thì tại làm ăn thua lỗ, chứ tụ tập ăn chơi hồi nào đâu. Bạn bè thì lâu lâu mới gặp. Nếu anh làm ăn thua lỗ thì sáng mai em sẽ đưa tiền cho anh trả nợ. Rồi vợ chồng mình về quê đi anh, mình sẽ làm lại từ đầu. Không, tôi không về quê đâu. Tôi quyết tâm lập nghiệp ở trên này rồi. Anh nghe em nói nè. Anh đã nói là không về dưới quê rồi, còn nói gì nữa, bực mình quá đi. Kìa anh bỏ đi đâu vậy? Anh Khanh, anh Khanh. Cô ơi, cô có sao không? Phải Hằng không? Tuyết. Trời ơi, Tuyết. Hằng, Tuyết. Trời ơi, mình mừng quá. Hằng ơi, mình mừng lắm á. Hằng ơi, khỏe không? Hằng sao rồi? Hằng cũng khỏe chứ. Cảm ơn Tuyết. Trời ơi, muốn liên lạc với Hằng lắm mà không có biết địa chỉ. Mà Hằng nè, Hằng với cậu Khanh á, sao? Vợ chồng mình vẫn sống tốt, chỉ vì anh Khanh muốn lên đây làm ăn nên phải tạm xa nhau. Vậy sao cậu Khanh sống với con Liên như vợ chồng vậy? Liên nào? Ủa, hồi nãy Hằng không gặp nó hả? Nó đâu mà gặp. Thì ở đây chứ đâu. Mình cũng ở gần đây nè, cho nên mình biết. Hèn gì kiếm chuyện để đi theo nó. Trời ơi, sao tôi lại khổ như vậy? Tại sao tôi lại khổ như vậy chứ? Hằng à, Hằng ơi, hãy bình tĩnh đi. Mình khổ, khổ lắm Tuyết ơi. Biết, biết. Đừng có khóc nữa. Khóc không có giải quyết được gì hết á, chỉ thêm khổ thôi hà. Theo tôi thì Hằng hãy lên đây ở luôn bên cạnh để canh ông chồng. Bằng không chồng mất như chơi. Con nhỏ này đẹp á, lại nói năng rất là ngọt ngào. Hèn gì anh nhất định không về. Mà không về đâu phải muốn làm ăn, mà vì mê gái nên anh không muốn về. Theo tôi thấy á, thì cậu Khanh đang mê mết. Con nhỏ nó trẻ mà lại biết chuốc che. Đàn ông thì như lá sống đời kia, kim đâu sống đó chẳng chê chỗ nào. Trời ơi, làm sao mà tôi sống nổi. Đàn ông như lá sống đời, kim đâu sống đó chẳng chê chỗ nào. Được, nếu anh không về thì tôi cũng không về. Đúng rồi, chồng đâu thì vợ đó cho chắc ăn. Hằng ơi, Hằng. Ủa, ông đây là ai? Tôi ở dưới Cà Mau á, thứ năm. À, cháu nhớ rồi. Hằng có nói với cháu về ông rất nhiều. Hằng nói Hằng mang ơn ông. Tuy là hàng xóm nhưng ông đã giúp đỡ cô ấy tận tình từ lúc mới lập nghiệp. Bây giờ còn lại trông coi nhà ở dưới quê nữa. Nhưng tôi thì không giúp được cổ thu hồi tiền xăng mà người ta thiếu cổ, nên cô Hằng phải nợ lại công ty một số tiền rất lớn. Chà, tôi sợ không khéo sẽ có lệnh truy nã, nên vội vàng lên đây cho cổ hay. À,
Mà quên nữa, cô là chi với Hằng? Dạ, ngày xưa là bạn học. Lúc trước cháu ở gần nhà trọ của cậu Khanh thuê. Từ ngày Hằng mua nhà này, cháu theo về ở đây bầu bạn. Vì thấy Hằng quá đau khổ. Hả? À, lại xảy ra chuyện gì nữa? Chồng của Hằng có vợ nhỏ. Trời đất ơi. Cứ những chiều là chồng đi với vợ nhỏ là cô Hằng phải đi tìm, rình mò để bắt ghen. Cho tới con cổ nhập viện mà cổ còn dám gửi con để kiếm chồng nữa đó. Thấy hoàn cảnh của cổ khổ quá, con mới theo an ủi. Ý cha, thế từng tuổi này tôi chưa thấy ai mà khổ kỳ khổ cục như cô Hằng hết á. Ủa, cậu Khanh đâu rồi ông? Hồi nãy tôi lên thì có cậu Khanh ở nhà, nhưng chưa kịp hỏi thăm câu nào thì điện thoại reo. Cậu Khanh nghe điện thoại reo là lật đật đi liền, nhờ tôi coi nhà nè. Rồi à, con quỷ đó chứ không ai hết á. Trời ơi, khổ thật là khổ mà. Thôi bây giờ có ông ở đây, để con tranh thủ chạy về nhà một chút. Theo cổ bắt ghen riết kỳ cuốn khờ luôn vậy nè. Con về nghe ông. Ờ, cô về đi. Ý cha, một người chí thú làm ăn, thương chồng hết mực như cô Hằng, mà sao cứ chịu khổ hoài vậy cũng không biết nữa. Chú Khanh ơi, chú Khanh, chú Khanh ơi, có nhà không chú Khanh? Cậu Khanh không có ở nhà, có chuyện gì đó hả chú em? À ông, à, cô Hằng ấy nhắn với chú Khanh, cổ bị công an quận giữ cho lệnh truy nã ở Cà Mau. Trời ơi, ông gặp chú Khanh đó, nói chú Khanh đến đó gấp nha. Nhưng chú em là ai, để tôi nói lại với cậu Khanh. Thì ông cứ nói là Tư Xích Lô chở hàng cho cô Hằng ấy. Được rồi, tôi cảm nhớ ơn. Nghe ông, nhớ nghe. À, cảm ơn chú em nghe. Mẹ, con ơi, mẹ, con tưởng đâu mẹ bỏ con rồi chứ. Làm sao mẹ bỏ con được? Tại vì không biết con bị giam ở đâu nên chậm đi thăm. Tại con liên tục bị đổi chỗ giam, có lẽ vì vậy nên anh Khanh anh cũng không biết chỗ để thăm con. Khổ lắm phải không con? Con khổ lắm mẹ ơi. Hằng ơi, mẹ đau đớn biết bao nhiêu. Ngày tòa xử con mà ngoài nằm liệt giường, trời ơi, thì không cách gì mẹ đến được với con. Đổi xót xa con khóc như mưa, khóc như chưa từng được khóc bao giờ. Đứng trước dành mộng ngựa mà chỉ một mình con, không một người thân. Buồn thật là buồn, chồng cũng không mang đành đoán bỏ con. Trời ơi, con tôi có tội tình chi mà tạo quá trớ trêu bài lắm
điều cay nghiệt. Mẹ mới nửa chừng xuân mà lận đận biết bao lần. Có chút sắc hương phải bạc phước vô phần. Thằng Khanh chồng con nó thật tệ, dẫu hết tình thì cũng còn cây nghĩa bao năm. Hơn nữa tội lỗi này là do nó đã gây ra, coi như con đã ở tù hai nó. Vậy mà nó quá vô tâm, bỏ mặt con không một lần thăm viếng. Anh thân, anh thật bạc tình bạc nghĩa. Con bị kêu án mấy năm? Dạ 5 năm mẹ ơi. 5 năm. Trời ơi, nó đối xử với con như vậy, tại sao con còn ở tù thay nó làm chi? Không phải là con chịu tội thay cho ảnh, mà thật ra là con phải vào tù. Con hãy nói rõ hơn cho mẹ hiểu, tại sao chồng con thiếu nợ mà tội lỗi con phải mang vậy con? Khi kinh doanh, trên mặt giấy tờ thì con đứng tên tất cả, nên anh mặc sức dung dài tiêu xài. Hồi đó con không nghe lời khuyên dạy, nên khi ngựa quen đường cũ thì kêu trời không thấu mẹ ơi. Đâu có ai thương con bằng bà với mẹ, nhưng đã muộn màng dù hối hận ăn năn. Thôi, con ráng cải tạo cho thật tốt để được giảm án sớm về nhà thu xếp chuyện gia đình nghe con. Mẹ ơi, đêm từng đêm con cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát hãy cứu lấy con, cho con được giảm án để về sum họp với gia đình. Kìa mẹ, dường như có chuyện gì đó mẹ giấu con phải không mẹ? Không có gì đâu con, không có gì hết á. Mẹ, con đến nông nỗi này thì có chuyện gì mà con không chịu đựng được nữa? Mẹ hãy nói cho con biết đi, có chuyện gì vậy mẹ? Con của con nó ra sao hả mẹ? Mấy đứa nhỏ trở về nhà ở Cà Mau, có chú Năm dòm ngó săn sóc giùm. Còn căn nhà con mua ở quận 10 trên thành phố, nghe đâu chồng con nó bán rồi, rồi nó sống với người đàn bà đó luôn, đã có con nữa. Vậy Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài quả thật linh thiêng. Con đã được giảm án 2 năm. Chị Hằng, em mừng cho chị được giảm án. À, chị cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm. Dạ. Thôi, chị về, em ở lại, ráng cải tạo cho thật tốt nghe em. Chị Hằng, em xin chị cho em gửi con em và nuôi giúp giùm em 6 tháng. Ủa, sao em không để nó ở đây như mấy năm qua? Vì ngày mai này có lệnh phải đưa hết những đứa bé ở đây lên Đồng Nai. Em thì không có biết đường đi, thì làm sao nhận được con em? Mẹ con em thất lạc thì khổ lắm. Xin chị thương em, chị cho em gửi gắm con em
mãn tù em sẽ về nhận lại con. Thu à, thấy hoàn cảnh của em cũng rất đau khổ, nhưng mà chỉ còn 4 đứa con ở nhà, không biết ai nuôi nữa, thì làm sao mà chị đem con của em về nuôi được chứ. Thu, em cảm phiền. Em cảm phiền, đừng có buồn chị nha. Chị ơi, em lại chị, em lại chị. Thu, em đừng có làm vậy, đứng lên. Chị, em đừng có làm như vậy mà Thu. Chị thương hoàn cảnh của em đi chị. Thu, chị, em làm cái gì kỳ vậy, đứng lên đi. Hãy thương tình mà dưỡng nuôi con khờ. Lòng em đi khắp thâm ân không hề dám quên. Làm sao mà sống trên đời khi phải chia lìa vĩnh viễn con thơ. Cầu lại chị. Thôi được rồi, em đừng làm như vậy nữa. Đứng lên, đứng lên đi em. Dạ. Để chị vô phòng giám thị, chị nhận đem đứa bé về nuôi, rồi 6 tháng sau em về em nhận lại nha. Dạ, em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị. Đi em. Cô trách gia đình tôi là cô ở tù không có ai thăm nuôi. Cô trách tôi bạc tình bạc nghĩa. Còn cô thì sao? Hãy thành thật nói tôi nghe, tại sao dám đem đứa bé về nhà? Có phải là cô có cặp có đôi khi xa vắng tôi không? Trời ơi trời, anh du quan nhớ bà để qua lắm chuyện anh làm. Anh có vợ nhỏ tùm lum, có phải như vậy hay không? Cô trả lời tôi đi, đừng có bắt quan này nọ. Khi không mà có đứa bé sao? Em đã nói rồi mà anh chẳng chịu tin. Nó là con của cô bạn tù, nhờ em nuôi. Nếu còn nghi kỵ xuống trại giam hỏi lại, đừng hành hạ em, xỉa xối rồi kiếm chuyện nói này nói nọ. Tôi không có rảnh. Đem đứa nhỏ về giống như là ma trù vậy đó. Bệnh hoạn khóc là bất kể ngày đêm. Thì con nít nó xa mẹ, nó nhớ mới sanh bệnh nên nhõng nhẽo. Anh không bằng lòng thì em đã đem gửi cho mẹ em nuôi rồi. Em nuôi em làm phước, em không màng cực khổ, vậy mà anh có để cho em yên đâu. Mấy tháng trời chỉ có chuyện đứa nhỏ hả, mà anh cứ cay đắng anh hạch sách em đủ điều. Hạch sách đủ điều hả? Làm sao tôi tin nổi một người đã có cái quá khứ ăn chơi phá phách, nhất là đùa giỡn với tình yêu như cô. Cô thật là nhẫn tâm mà, đã làm tan vỡ một tình yêu thật đẹp, còn khiến người ta phải tự tử chết nữa chứ. Như là cái cô Yến đó đó. Anh im đi. Đó là chuyện của thời ăn chưa no lo chưa tới, nghĩ suy bồng bột. Biết đâu thời gian sau này cô cũng bồng bột hơn nữa thì sao? Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người. Anh Khanh, bây giờ anh muốn gì? Anh cứ nói thẳng ra đi. Tại sao anh cứ hành hạ em hoài vậy? Bữa nay là đúng 6 tháng rồi. Nếu không có người đến đem đứa nhỏ đi thì tôi và cô coi như chấm dứt. Anh nói vậy là sao? Tôi và cô ly dị. Chị Hằng à, Thu à, cô mới tới hả? Dạ, em vừa ra trại là em tới đây liền, để xin chị cho em nhận lại con em. Dạ, chào. Đừng có để ý tới ảnh. Chị,
con em đâu? Nó ở nhà mẹ chị. Chị gửi cháu ở đó khoảng một tháng nay. Có phải vì anh nhà không bằng lòng? Không phải. Nè, ngồi nghỉ một chút cho khỏe, rồi dùng cơm xong chị sẽ đưa em đi rước con em. Em cảm ơn chị. Em muốn gặp con em liền. Em nhớ con em lắm. Vậy cũng được. Chị Hằng, chị giàu có sung sướng như vậy mà chịu cảnh tội tù thì thật đau khổ. Những lúc nhìn chị giống như người không còn cảm giác. Em đau lòng lắm mà không có cách gì giúp chị vơi bớt nỗi buồn. Chị cũng không biết tại sao lúc đó chị chịu đựng nổi nữa. Em chờ chị một chút nghe. Dạ. Thu. Dạ. Chị gửi em chút ít tiền để về làm vốn nuôi con. Không, không, em không dám nhận đâu. Chị đã cưa mang con em mấy tháng trời cực khổ, em còn chưa cảm ơn chị. Nè, nếu em không nhận thì chị buồn đó. Hoạn nạn giúp nhau thì mới quý chứ. Em cất đi. Dạ, em cảm ơn chị. Không thương em, anh muốn bỏ em hoài vậy? Tiền bạc em làm cực khổ, sao anh cứ lấy đem nuôi người ta thì làm sao em chịu nổi? Trời ơi, trời ơi, có thuốc gì uống cho tôi hết ghen không? Tôi ghen hoài chắc tôi chết, làm sao tôi sống nổi đây? Anh Khanh, anh ở đâu? Anh ở đâu rồi anh Khanh ơi? Anh Khanh, nó muốn giết tôi thiệt rồi. Nó muốn giết tôi mà. Anh Khanh, anh Khanh ơi, anh về, về với em. Anh đừng bỏ em. Về đấy để cô giết tôi hả? À? Ôi da, tay anh chảy máu nhiều quá. Anh đi về, về đi, để em băng bó vết thương cho anh. Đi anh, đi. Thôi đi. Cô muốn giết chết tôi thì còn băng bó làm gì nữa? Không có. Em không bao giờ, em không bao giờ muốn giết anh. Em không bao giờ đâu. Anh ơi, tại vì em thương anh sâu đậm mà. Đã nhiều lần em bỏ qua phiền giận mà anh không chừa tật, cứ lăng nhăng làm em khổ đau hoài. Đêm lần ngày em như người khùng điên vì ghen tuông hành hạ. Dồn ép em đến bước đường cùng. Thôi, anh về nhà đi, để em băng bó vết thương cho anh. Tôi không cần, cô lo cho tôi. Anh Khanh, em lại anh mà. Tại vì em ghen quá, chứ đâu phải em không thương chồng. Về, về nhà đi anh. Tôi nói là tôi không về là tôi không về. Đừng có lải nhải nữa. Nếu anh không về
Thì anh ngồi đây anh điện cho vợ nhỏ của anh xuống băng bó vết thương cho anh liền đi. Máu ra nhiều quá kìa. Cũng tại em ghen, chứ nếu mà em muốn giết anh thì em đã lấy dao bén em đâm anh chết rồi. Thôi em về, anh điện thoại đi, điện cho người ta đi. Thật quá đáng. Hai ngày rồi anh không về. Anh có biết là hai ngày qua tôi thức trắng đêm tôi ngồi đợi anh không? Anh coi tôi không ra gì, thì lần này anh đừng trách tôi. Tôi mài dao thật bén, tôi chém cho anh chết. Anh chết đi, rồi tôi cũng tự tử tôi chết luôn. Chứ tôi không thể nào để tình trạng đau đớn này kéo dài thêm nữa. Mẹ, mẹ ơi, nhìn mẹ nước mắt tuôn rơi, tâm trí con rối bời. Ngập tràn hạnh phúc dở tan thật rồi, tình yêu đã bay xa. Ai quên hết bao ưu phiền và lên thành phố vui dạo chơi, để cho thanh khơi tâm hồn đừng bận lòng đến ba má chi. Trời ơi mẹ ơi, trời ơi mẹ, làm sao mẹ đành lòng đi đâu nỡ xa lìa con. Mẹ, mẹ hay là mẹ lên Sài Gòn cứ đi chơi cho khuây khỏa, đừng lo gì cho chị em con hết á. Dù sao cũng còn có ông Năm. Mẹ đừng vì một người chồng không tình nghĩa mà đau khổ như vậy. Lỡ mẹ gây án ở tù thì chỉ có chị em con và mẹ khổ đau mà thôi à. Con, mẹ, mẹ ơi, mẹ cảm ơn con. Con đã an ủi động viên mẹ. Được, mẹ sẽ làm theo lời của con. Mẹ sẽ rời quê, mẹ lên Sài Gòn. Mẹ bỏ ngoại con, bỏ mẹ của mẹ, mẹ, và mẹ bỏ các con mà đi. Mẹ ơi, đi trốn cái đau khổ, cái đau khổ cứ đeo đẳng mẹ hoài không chịu buông tha mẹ. Mẹ ơi, mẹ đưa dao cho con, đưa cho con đi mẹ.
mẹ. Con. Tại sao tôi cũng như người ta, mà tôi phải trôi nổi một mình nơi xứ lạ? Tại sao tôi vẫn đau khổ khi tàn những cuộc vui chơi? Không, tôi không thể chịu đựng. Tôi không thể tiếp tục sống vì đau khổ dài dò. Lần đầu muốn chết, tôi đã uống thuốc trừ sâu mà lại uống nhầm nước tắc. Lần thứ hai nhảy xuống sông thì lại nhầm lúc nước ròng. Còn lần này thì mình quyết không để sơ sót xảy ra. Chết thôi. Hôm nay đây là giây phút cuối cùng mình còn ở thế gian, sau đó thì tất cả mọi sự đau thương thống khổ đều rũ sạch. Ai mà giống Hằng dữ vậy cả? Trời ơi, Hằng! Chị Mai, Hằng ơi, em làm cái gì vậy Hằng? Chị Mai ơi, chị Mai, Hằng ơi là Hằng. Hằng, chị nghe em đã có gia đình và lập nghiệp ở Cà Mau, mà sao em lang thang một mình ở đây vậy? Em quá tuyệt vọng rồi chị Mai ơi. Em khổ quá chị ơi. Có chuyện gì mà em tuyệt vọng? Em nói cho chị nghe đi. Nói đi em. Chị ơi, bây giờ em không còn con đường nào thoát trong tối tăm. Bao đớn đau đọa đày trời già để riêng mình em. Bình tĩnh kể lại cho chị nghe đi em. Hằng, không còn gì để mà luyến lưu. Em quyết tâm xa lìa trần đời nhưng có được đâu. Nay cách xa quê nhà, mong sẽ nguôi dần. Hằng ơi, xa cách bấy lâu nay tạo quá rồi dung cho chị em mình gặp lại. Nhìn em mà lòng chị xót xa ấy ngày ui, đời thật bể dâu dời đôi khung lương. Lời Phật dạy không sai, đời vốn vô thường. Thôi thì chuyện đã qua hãy xem như giấc mộng, quên hết những đọa đài quả báo quang thiên. Phật pháp nhiễm màu nên nương tựa, là tiên đơn chừa dứt dư mơ.
sinh giúp người thoát khổ, là thiền từ tế độ đem đến niềm vui. Dạ, em xin nghe lời của chị. Tích Tâm Khải thuyết pháp, trong lòng em bớt buồn rồi. Trời ơi, nếu em không lên đây nghe, chắc em không sống nổi. Trời ơi, như vậy là được rồi đó. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Có gì mà cảm ơn. Em hãy làm theo lời thầy giảng lúc nãy và hãy siêng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để cho trong lòng được nhẹ. Còn được phước duyên vì em đã nuôi đứa bé, cho nên ơn trên Phật trời Ngài rủ lòng đã xui khiến cho chị em mình bỗng dưng gặp gỡ để hôm nay nghe lời giảng của thầy. Giờ đây em chợt tỉnh ngộ là từ lâu không đi chùa lại Phật, cũng không bố thí cho ai, cũng chẳng thương người đau khổ. Nghe em nói vậy chỉ mong chỉ một lần nghe thuyết pháp mà tỉnh ngộ liền, theo chị nghĩ em sẽ mau dứt khỏi mê lầm. Nếu em thường xuyên tham dự những khóa tu, những chương trình Phật pháp nhiệm màu, thì em sẽ tỉnh táo rất mau. Dạ, em xin nghe lời của chị. Bạch thầy, từ ngày vào chùa Hoằng Pháp nghe thầy giảng, con càng hiểu xa về môn tịnh độ, giúp cho con được bình an. Mà suốt bao năm qua con đắm chìm trong đau khổ. Đúng vậy, chỉ có Phật pháp là phương thuốc nhiệm màu chữa lành căn bệnh phiền não và trầm kha của chúng sanh. Nghiệp nhân, nghiệp quả cứ đi theo chúng ta như hình với bóng. Vì thế, nghiệp lành hay nghiệp dữ là do chúng ta tự tạo ra, và cũng chính nơi chúng ta nhận lành. Cho nên hạnh phúc hay đau khổ không do trời ban mà do tâm ta tạo. Bạch thầy, nhờ có chương trình Phật pháp nhiệm màu đã giúp con đủ can đảm để con nói ra những tội lỗi khủng khiếp mà con đã gây ra. Chỉ có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà đã giải được tất cả những đau khổ và cái chết của con. Thưa cô, cô đã từng nói là rất hận chồng mình, và nếu có thể cô sẽ giết chồng để thỏa lòng thù hận. Vậy sau khi học Phật, niệm Phật, sống theo Phật, cô còn nuôi lòng thù hận muốn trả thù chồng nữa hay không? Và giả sử bây giờ khi đối diện với chồng mình, cô khoan dung tha thứ hay ngoảnh mặt làm ngơ? Và nếu chồng cô quỳ xuống trước mặt cô nói lời ăn năn sám hối, mong cô trở về nối lại tình xưa nghĩa cũ, thì cô có thể tha thứ và trở về hay không? Dạ, bạch thầy, con đã hiểu thế nào là nhân, là quả.
nên con không còn oán trách giận hờn chồng con. Con tha thứ cho anh ấy, nhưng con không thể về sống chung được, vì sợi dây luyến ái đã làm cho con đau khổ suốt mười mấy năm rồi. Con sợ lắm. Bây giờ con chỉ muốn niệm Phật cho tới ngày giảng sanh mà thôi. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, qua cuộc đời của cô Hằng, chúng ta thấy rõ vấn đề nhân quả. Ngày trước khi còn trẻ, cô đã chiếm đoạt người yêu của người khác và làm cho người ta phải tự tử. Sau này chính cô cũng vì cái tình cảm mà phải chịu quả báo, phải đau khổ, phải đi đến con đường tự tử như người đã vì mình mà tự tử. Như vậy đây có phải là oan gia báo oán hay không? Chúng tôi đề nghị cô nên lập đàn cầu siêu, hằng ngày niệm Phật. Cô phải hồi hướng cái công đức của mình cho cô Yến được siêu thoát. Bởi lẽ nếu cô này không siêu thoát thì cái oan gia nó cứ theo chúng ta mãi. Cô thấy không, ngày trước cô đã lợi dụng lòng thương yêu vô bờ bến của bà ngoại và mẹ như thế nào, thì ngày nay chồng cô cũng lợi dụng tình yêu thương của cô như thế ấy. Cô có lời gì nhắn gửi đến mọi người không? A Di Đà Phật. Lời thiết tha con gửi đến Phật tử là hãy tha thứ cho con những tội lỗi mà con đã gây ra. Giờ đây con thành tâm sám hối những tội lỗi của con làm. Con mong muốn thế hệ trẻ đừng bao giờ đi vào con đường sai lầm giống như con. Con cầu mười phương chư Phật phò hộ cho thầy trụ trì chư Tôn Hiền Đức luôn luôn thân tâm an lạc, để mãi mãi là bóng cây đại thọ che mát cho chúng con trên bước đường tu học. Cầu chúc quý Phật tử dồi dào sức khỏe, tinh tấn niệm Phật, đặng một đời vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.